Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian qua đã gây ra nhiều lo lắng cho người dân. Vì vậy, đối với việc sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là trong dịp Tết Trung Thu 2016 này, theo phân công của Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm Trung ương, Bộ Công Thương đã thành lập hai đoàn thanh kiểm tra liên ngành để kiểm tra tại các địa phương. Việc đẩy mạnh thanh kiểm tra buộc người sản xuất phải làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Theo phân công của Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn Thực phẩm Trung ương, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Vụ trưởng Vụ Khoa học Bộ Công Thương làm trưởng đoàn được phân công kiểm tra tại tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu này. Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn đã kiểm tra đột xuất 2 điểm gồm chợ Thái Nguyên và cơ sở sản xuất kinh doanh bánh ngọt Hương Tràm. Với 2 điểm này, sau khi kiểm tra, đoàn nhận thấy còn một số thiếu sót như chợ Thái Nguyên mặc dù đã phân khu kinh doanh riêng đối với đồ tươi sống, đồ chín, khu vực hoa quả, khu vực bánh kẹo, vân vân, nhưng một số chỗ vẫn chưa đảm bảo vệ sinh. Tiểu thương chưa có ý thức trong việc khai báo nguồn hàng đầu vào, dẫn đến việc khó khăn trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hàng quá hạn sử dụng vẫn được bày tràn lan trong chợ, thiếu nhãn mác hàng hóa, vân vân. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh bánh ngọt Hương Tràm, mặc dù đã cố gắng đầu tư trong sản xuất, nhưng xưởng sản xuất vẫn còn chưa vệ sinh, tường, trần nhà còn ẩm mốc, chưa có khu bảo quản thành phẩm riêng, lao động chưa có trang phục bảo vệ, thiếu chứng nhận sức khỏe cho người lao động. Theo báo cáo của tỉnh Thái Nguyên, hiện có trên 9.000 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Cho đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã thành lập 3 đoàn liên ngành để tiến hành thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung Thu 2016 tại 9 huyện, thành phố và thị xã. Công tác tuyên truyền được chú trọng, công tác thanh kiểm tra được tăng cường, có trọng tâm, đặc biệt chú trọng vào kiểm tra, kiểm soát các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao. Còn tại Hà Nội, theo nhận xét của đoàn kiểm tra liên ngành, mặc dù là địa phương tập trung dân cư đông đúc, địa bàn rộng, nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh, nhưng Hà Nội đã làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm. Các cơ quan ban ngành của Hà Nội đã vào cuộc tích cực, có sự phối hợp chặt chẽ. Do vậy, việc kiểm soát an toàn thực phẩm thời gian qua được đánh giá có hiệu quả. Ví dụ như qua việc kiểm tra đột xuất công ty cổ phần Tràng An, đoàn kiểm tra liên ngành đã đánh giá cao sự đầu tư chuyên nghiệp, bài bản từ cơ sở sản xuất, dây chuyền sản xuất, kho bãi, nguyên vật liệu đầu vào, vân vân, đều đảm bảo chất lượng, đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Cũng rất là vui là được đoàn đánh giá là đã thực hiện đúng các văn bản pháp quy của nhà nước liên quan đến sản xuất thực phẩm. Tất nhiên là trong cái nhiệm vụ của đoàn thanh tra thì chúng tôi đặc biệt rất quý và trân trọng là những cái góp ý của đoàn để hoàn thiện hơn, tối ưu hơn. Chủ yếu liên quan đến kiểm soát kỹ cái đầu vào và cái bố trí sắp xếp cái luồng nguyên liệu để tránh cái ô nhiễm chéo, tránh nhầm lẫn khi tổ chức được sản xuất thì chúng tôi đặc biệt hoan nghênh. Việc đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm đã khiến nhà sản xuất phải làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Qua cái việc kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là cả hai địa phương thì đều có những các cái sự chuyển, có cái sự chuyển biến. Sau khi mà Thủ tướng Chính phủ ban hành cái chỉ thị số 13, cụ thể là cả hai địa phương đều đã có những cái kiện toàn về tổ chức bộ máy của ban chỉ đạo. Riêng thành phố Hà Nội thì có những cái điểm nhấn, có những cái điểm sáng mà đáng ghi nhận. Qua nó thể hiện là cái việc mà kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành của thành phố, của tuyến quận, huyện, xã, phường. Và như vậy thì với cái vai trò của các cái đồng chí mà đứng đầu của các địa phương là trưởng ban và với tham gia của các cái ngành sở ngành liên quan ấy, thì nó đã góp phần nâng cao cái nhận thức rất là lớn của lãnh đạo các sở ngành ở địa phương cũng như của người dân đối với vấn đề an toàn thực phẩm. Việc đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm là việc làm hết sức cấp bách khi thực phẩm bẩn đang tràn lan trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, bên cạnh việc kiên quyết xử lý những vi phạm nghiêm trọng tại các cơ sở cố tình sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn, thì việc kiểm tra giám sát cũng như là hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt an toàn thực phẩm là điều hết sức cần thiết. Đây là hành động thiết thực, hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hướng đến phục vụ doanh nghiệp và người dân.